ngày hôm nay thì bên làm chọn được tương đối ít máy hôm nay thì chỉ có bốn cây iPhone zin chưa đụng ốc chưa bung mở hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64g về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc em quay rất là sát rất là kỹ cho mọi người xem mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 của bên em thì rất là đẹp về chất lượng thì bên em bao với mọi người là chưa vặn bất cứ một con ốc nào đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở lần nào và zin nguyên bản chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé cây máy này thì có pin zin theo máy ở mức rất là cao đối với dòng iPhone 11 Pro đến thời điểm hiện tại pin zin theo máy thì còn ở mức 87 trăm Cây máy này có mã số là 825 t và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 800 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. đối với một cây máy hàng zin chưa đúc ốc iPhone XS đến thời điểm hiện tại đẹp như thế này là rất là đẹp mọi người nhé viên pin zin theo máy thì còn ở mức cũng rất là cao đối với dòng iPhone XS đến thời điểm hiện tại pin zin theo máy thì còn ở mức 85% mọi người nhé cây máy này có mã số là 696T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn Mức giá bên em báo là giá trọn gói trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh ốp và cường lực bên em bảo hành cho mọi người trong 12 tháng thay pin miễn phí 12 tháng bên em có chính sách là bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền của mọi người nhé bên nam bao với mọi người là máy quốc tế chọn đời và tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64g về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc hàng tuyển chọn mọi người nhé về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đục ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 82% mươi hai Cây máy này thì bên em có tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng của Origin khi thay pin sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người chứng minh máy của bên em bán cho mọi người chuẩn chỉ là hàng zin chưa đúng ốc nếu mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền mọi người nhé pin 82 thì theo em nghĩ là với rất là nhiều người không có nhu cầu cao thì sẽ đủ dùng mọi người nhé Cây máy này có mã số là 986A và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 300 nghìn Và tiếp theo cũng là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64GB Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao mọi người nhé rất là cao đối với dòng uh, iPhone XR hàng uh, Zin chưa lúc ốc uh, đến thời điểm hiện tại pin là pin uh, Zin chưa qua thay pin sang cổ cáp và chưa qua kích pin uh, pin Zin theo máy còn ở mức 91% phần cái máy này có mã số là 938T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 300 nghìn một người nhé và đến đây thì bên em xin kết thúc video để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Bên em có hai cơ sở ở Hà Nội, thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông, thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất Hà Nội. Ở website của bên em là tuvanmobile.com và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì số lượng máy của bên em rất là ít mọi người nhé. Nhưng hôm nay thì cũng chỉ có 4 cây để giới thiệu với mọi người Với một shop mà bán iPhone uy tín online Thì số lượng máy này rất là ít mọi người nhé Và về chất lượng thì ở bên em bao với mọi người là Zin chưa đúng ốc mọi người nhé Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tu Vân Mobile Thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuối sạc Thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé Ở bên nào mà bao mọi người là zin chưa đụng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bùng mở và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Nó khác so với hầu hết máy mọi người mua trên thị trường dưới dạng máy zin thì những cây máy như thế thì nó chỉ đạt cái tình trạng là men zin màn zin. À, tức là hai bộ phận chính ở trong máy là zin, thế còn các bộ phận khác thì có thể thay thế và sửa chữa rồi. Và những cây máy zin chưa đụng ốc như thế này thì khi sử dụng thì mọi người sẽ thấy là camera theo máy Chụp ảnh rất là sắc nét mọi người nhé ở đây thì mọi người có thể thấy là Đấy, nhìn sâu vào camera Đấy, thì mọi người có thể thấy là trong vắt không bụi không bạc gì cả mọi người nhé thì những uh, camera như thế này thì cho ra hình ảnh sẽ rất là đẹp đây, em uh, sẽ chụp thử cho mọi người <laughs> một kiểu ảnh đây mọi người có thể thấy là ảnh của máy cho ra rất là sắc nét mọi người nhé màu sắc rất là đẹp rất là trong màn hình của máy thì sáng đẹp cảm ứng thì nhạy mọi người nhé cảm ứng rất là nhạy mọi người có thể thấy màn hình của máy rất là sáng đẹp chu tông đầy đủ mọi người nhé và những cây máy này thì rất là bền và nó còn áp suất zin chống nước rất là tốt à, về mức giá thì bên làm cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất hợp lý nhất có thể rẻ và hợp lý à, thứ nhất là so với chất lượng máy hàng tuyển chọn thứ hai là so với một chế độ bảo hành rất là dài rất là tốt à, bên thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng ngoài bảo hành về máy thì à, bên còn bảo hành cho mọi người về pin thay pin miễn phí 12 tháng à, bên làm tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng và báo ship Uh, phí ship của điện thoại thì cũng khá là cao mọi người nhé và bộ phụ kiện bên em tặng cho mọi người thì là phụ kiện chất lượng thì có giá nhập cũng khá là cao không phải bên nào cũng tặng cho mọi người được một bộ phụ kiện chất lượng mọi người nhé bên em bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người là máy quốc tế chọn đời uh, ví dụ uh, trong một thời điểm nào đó trong tương lai mọi người có phát hiện ra máy là máy lắp thì bên em sẽ đổi cho mọi người một cây máy khác tương đương mọi người nhé kể cả máy có mất tem hay là máy có hết bảo hành bên em có một chính sách rất là đặc biệt đó là bao cho mọi người dùng thử không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé giá trị máy thì bên em sẽ trả đủ cho mọi người chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tu vân mobile hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.